Rồi, đây là cái cây cầu huyền thoại nhá. Với cái các bạn thấy không ạ? Với cái khung mà cái background đằng sau chỉ là hình ảnh là trời ấy. Mây trời thôi thì trời, cái này mà chịu khó dậy sớm xíu ha. Xong rồi đi sớm để chụp hình thì đúng là chụp được cảnh mây. Ừ. Đúng rồi, chỉ cái này chỉ tầm chiều cao khoảng 4-5 mét thôi. Không cao lắm, nhưng mà khi mà chụp lên đó, tại vì ở đây nó cái thấy là cái độ những cái bức hình mà gốc lên đó, người ta lên cái thung lũng đó. Khi mà mình chụp hình lên thì cảm giác như mình đang đi lên trời, giống như mấy tấm hình mà các bạn xem. Ừ. Thực ra thì với cái ý tưởng mà kiểu chụp lên thiên cầu, lên thiên hay, khá là hay, thú vị. Lúc đó nhìn thì trông tranh vinh lắm, nhưng thực ra không có tranh vinh tí nào đâu. Để có cái background này cũng khá là tốt đấy. Thì tốt rồi. Giờ khung cảnh thì quá là tuyệt vời luôn, thơ mộng luôn nha. Thực ra thì chúng ta ngồi đây đứng đây xem hình thì rất là khó có thể nhận biết được là nó đẹp như thế nào, nhưng mà các bạn nên đến đây một lần để có thể thử trải nghiệm được những cái bức hình background là mây trời xanh, thấy không ạ? Chỉ có bức hình là mây, chụp mây trời xanh quá là tuyệt vời luôn. Mà để chụp được những tấm hình này thì không hề đơn giản. Lý do là các bạn phải chờ rất là lâu. Hôm nay là cái ngày thứ thôi. Như Ly đã nói trước đó là hôm nay chỉ là ngày thứ thôi. Nhưng mà số các bạn đã chờ như thế này rồi. Thì không biết là đi vào ngày cuối tuần thì sẽ như thế nào ha. Đó. Rồi tranh nhau lên luôn. Ủa, đây vẫn còn thi công thêm cái cầu nữa hả chú? Cái này thì khoảng bao nhiêu bậc chú ạ? 30 bậc ạ? Là mình sẽ làm thêm một cái song song với cái này nữa à? Cái khác luôn. Dạ. Là cái này hôm trước chú là người thực hiện luôn à? Cái này là mất bao lâu vậy chú? Một tuần đã xong được cái cây cầu này rồi. Đoạn nào nó giòn.